Chào tất cả mọi người. Mấy hôm trước thì có mấy anh dân tộc Mông trong này, mấy anh vùng cao ở đây thì có gọi mình đi hộ sửa cái ống nước dẫn về trong xóm. Lâu lắm đã nước đã không về rồi. Và cái xóm này thì nước rất là khan hiếm, nên là cái dòng nước này nếu mà không về thì sẽ không có nước để sinh hoạt. Và hôm nay mình mới có thời gian đi và cũng tiện quay cho mọi người xem luôn. Ở trên này thì bắt đầu mùa đông rồi, nên là mọi người thấy là sương mù rất là nhiều. Mình với anh này đang đi vào rẽ vào một con đường, để đó là đường bê tông, để bắt đầu vào cái chỗ kia, chỗ có anh giáo viên trong này là báo là có một chỗ trong này đã bị gãy rồi, nên là mọi người đang bắt đầu đi vào xem. Cái ống nước này thì cũng đã được lắp đặt rất là lâu rồi, và nhà nước đã lắp cho người dân để dẫn nước về xóm. Cũng cái dòng nước này thì cái ống nước này thì cũng được lắp rất là xa, từ đầu nguồn về đến cuối xóm thì cũng vào khoảng mười mấy cây số. Hôm nay có mang cả máy nổ rồi, với mấy anh em, có mấy người đang ở bên dưới kia đợi rồi, còn bây giờ đang anh em đang chở máy nổ vào, và máy hàn, máy nổ rồi máy cắt mọi thứ luôn, bởi vì cái ống nước này là ống nước sắt. Xem chở máy nổ vào thì xem chỗ nào hỏng thì hàn luôn. Địa hình rất phức tạp nên là phải đi nhiều người. Như hôm nay thì có anh trưởng anh ở anh quản lý cái ống nước này thì có gọi đi được có mấy người thôi. Xuống đây gặp mấy anh chị đang uống rượu về, đang say rượu. Đây bắt đầu mọi người đang đi hết đường bê tông rồi, thì mọi người bắt đầu buộc máy nổ, bắt đầu đi vào chỗ chỗ nước bị gãy, để có gì thì chúng mình hàn luôn. Ở đây anh em thì không hàn được nên đã gọi đến mình để đi giúp anh em. Ở đây là khu vành đai biên giới nhé mọi người nhé, trên vùng núi cao luôn. Suốt ngày sương mù mây phủ vào mùa đông, đường hôm nay đi cũng khá là trơn, ẩm ướt vì không có nắng nên là trời khá là lầy lội. Ở trên này đa số thì khoảng 80% thì là dân tộc Mông, còn ngoài ra thì có dân tộc Dao chiếm khoảng 20%. Và còn những có những cái dân tộc khác nữa, nhưng mà ở khu này thì họ họ không sinh sống ở đây. Khu này thì 100% là dân tộc Mông thôi. Ở đây mấy anh em còn mang theo một cái ống nước để chỗ nào gãy mà không thể để nối được thì sẽ lấy cái ống sắt này để nối luôn. Máy hàn cần phải buộc vào trong túi bóng, sợ là trời mưa ướt.
Mỏi chân quá, mỏi tay quá. Đây mấy anh đi trước rất là khỏe. Đây đằng sau đây có anh giáo viên cũng đi cùng. Lúc Anh giáo viên phụ nãy trách trong xóm dưới anh này. đi cứu nước rồi. Hồi á, giúp của hồi á. Bơi nhá, bơi nhá. Lấy Bé cái cái này thao nhá. đứng. À, Lấy đang cái cái chỗ nước bị thao gãy đây rồi mọi người đứng. ạ. Bây giờ Đấy, mọi bẻ cái đấy người ra. chúng mình sẽ kiểm tra xem Để gãy như thế nào à, để bố để mưa bố từ xử bằng đi lý kia. Cái để po này hàn. còn gì nữa. Người ta lo để tổ lúc bố xin mông. Chỉ còn trả cái po này còn gì nữa. Thấy Đây không? đẩy Thấy không? đẩy ra đây này. Cái này nạ thì chắc là Cái này nếu nó mà ấy bị phải đứng dùng ở búa đập đây. ấy. Nó bị đứng đứng ở đây nó ra phù ở đấy thì chắc là người nó đi vào xem thôi. Rồi. Trong này ủa hả thấy không? có nên là cái này phải lấy búa này đào chạy với chạy lại chạy gì chạy nữa chạy nhá. ở trên nào chưa nào Phải đập cái bê tông này đi đúng không? đấy cái mua giò mới trông Được ba phát mệt rồi. thầy lâu lắm thầy có làm cái gì Thầy không lâu lắm không thể dục rồi. cắt đôi hai đảo này đi đấy. Đấy Hả? nhưng mà bây giờ phải đập cái mố này kia à Lạch Cắt từ đầu này sang đầu kia gì? Nối thẳng gì? nối thẳng luôn Cái ống này ống to như này phải không? bánh to như thế này cắt thẳng luôn thì cho cái con này đi đéo được đâu kinh ơi Đi được, đi được. Cá hết luôn cái này thì đi hết mất được. chân rồi sao Thân là trọng. Chỉ là trọng. từ từ nhé qua mai nhé Nhờ thông này sỏ hào à, đầy đầy lúc bó này. Cái này tôi không biết ở biết. đâu nhớ biết anh cứu nước Ở trong cho đấy, anh ở trong đấy, ở trong cái bê tông đấy. nước sẽ mầm ở đây nha à, cái này mất chân này nó gãy rồi Mất chân luôn. Nó không có chân dưới. Thế thì nước nó về ổng đấy thì ta chắc là có thản đi nghỉ Ồ, cái này không có búa gì mà. không Bây giờ phải đi cá hải đầu ấy hả cá lùi hải đầu đấy hai đầu nhưng mà bây giờ cái này nối nó cũng vướng cái này chứ không cho cái này đi luôn đấy ý là nó vứt cắt đi luôn đầu này vứt cắt đi đầu kia luôn nó đấy đẩy cho cái này nó lăn xuống kia luôn đấy khó ăn cho nó đi xuống sau ông này còn không thấy đâu ui ủa tít dưới này cơ tay không bắt giặc không được rồi phải đi mượn quắc xà beng này với cái búa. Ở đây có búa mà nhỉ. Xóm này. Cuốc không? Lấy cuốc không? Cuốc nhưng mà ý là nếu mà búa được thì mình đập cái này đi mình nối thôi, ít thôi. Đang làm chẳng thế. Rồi. Tôi chưa mà hào đấy. Không, búa A thì không sợ. A thì tí nữa lấy một cái cây chọc mà phát thì nó khắc ra hết thôi. Thôi bây giờ xử lý đi xong rồi hàn. Hàn đấy. Lợn cũng ăn à? Người cũng ăn à? Ô, cái này có rau ngon đấy nhỉ? Đây này, mấy quả bí non này. Hôm nay đi lấy được nhiều thế. Toàn bí non đấy nhá. Về phải ấy là các cục bê tông này cơ. Ra. Toàn bí non nhỉ. Ngon thế. Bà con này. Vừa đi lấy rau lợn về. Đây có bãi rau ngon nhá. Xanh mướt. Thì xem nó đoạn này có bị hỏng không. Hả? Không nhưng mà xem nó gãy không ấy chứ. Nó gãy nhiều mình biết mà. Cả là xóm mới không có nước uống.
hơn 100 hộ chứ. Ít đâu. Nó đã ở dưới kia rồi. Tắt cái cục này nữa là xong á. Buồn đầu. Chị gió á. Tôi từ đây rồi. Thế nó không qua đây được nhỉ. Cho nó tắt đây. Cho nó tắt cái đèn này không? Một phát ở trên này trên. Không. Chỗ này nước con ra đấy. Cứ ra thì ra nhưng mà chỉ sợ nó hở hở đấy đây thôi. Bắt phát đây thì chắc là nó bay câu. Nó ở đây thôi. À, không phải đâu. Nó này. Nó đây là đấy kia. Có. Ăn chè bè cái gì mình chè, tới mình đau. Thank you.
biến là đi đâu. Còn đây buông vào đó. À. Cái này buông phải không? Đấy chứ. Vâng. Cái này ra xem đó. Đầu đó. Ra xem có em. Có được rồi chú chưa? Vẫn khỏe đấy. Đi tìm chỗ khác. Cái gì thì... lại buộc đi em ơi. À, buộc đi. Hả? Nó khỏe đấy. Ba chỉ chữ. Đâu giờ tỉ ăn tôi mê hết lắm. Đây có cây quả táo gai nghìn quả này. Cây này cây táo gai trên vùng cao này. Cây này chỉ có vùng cao mới có này. Còn ở xuôi thì không có, ở trên này vùng cao ở trên giáp biên này thì cây này có rất là nhiều. Và người dân ở đây cũng mang đi bán được rất là nhiều, gửi về dưới xuôi. Cây này là cây cảnh nhé. Quả nó thì có thể ngâm rượu và ăn được, uống được. Rất ngọt. Anh em đây thì không có máy móc, bây giờ là cũng khó. Một lần tắc nước rồi gọi cho mình hộ anh em. Thì mình gặp một cây đây này. Đấy. Cây này quả rất đẹp, rất tươi. Ở đây người ta gọi là cây táo gai trường thọ. Quả dưới này cũng rất là nhiều, sai rất nhiều. Quả này ngâm rượu uống rất ngọt mọi người ạ. Ôi ôi, ở đây có bãi đẹp thế nhỉ. Quả đỏ thật. Ngọt. Mùa này nó không ngon. Nó không ngon như mùa kia. Mùa hè kia. Quả đẹp thật. Đấy. Cây nó sai quả nhiều chưa. Này. Mọi người xem này. Cây này sai. Nó có cây này, có cây có tên biệt danh là táo gai nghìn quả, là không sai nhé. Cây này nó phải có vài nghìn quả luôn. Rất nhiều. Đấy, nhìn đỏ rực. Những cái cây này thì nó không được đẹp lắm. Còn mọi người đi tìm về trồng để làm cảnh thì cái loại cây nó trông rất đẹp. Dáng rất là đẹp. Lên cái đỉnh cái khoan phát ra nào. Hay là chỗ này nhỉ? Khoan phát đi anh chị. Khoan là cái đầu bên này. Đầu này. Ờ. Nó đang móp ở giữa này. Có tiền đi hả? Hả? Có tiền đi hả? Đây có cái hiện tượng móp ở đây rồi. Bên kia chứ, nó đang móp đầu kia thì mình khoan bên kia phát ra. Đây á. Ờ. Đây
Không, ở đây đi, ở đây đi. Nó không ấy thì găm đinh đấy luôn. Bấm mạnh vào. Nghe thì có nước đấy. Không phải. Thôi thôi. Thôi vặn xuống. Vặn xuống đi, vặn xuống đi. Lúc nãy đừng rút lên nữa, nó thấy nó khỏe đấy. Đừng có rút, bây giờ anh bắn này khó đấy. Cho dí vào luôn. Cho nó chặt chặt tí. Rồi, ok. Rồi. Hình như trước vẫn mình hình như vẫn có vết ở đây sao chứ? Đúng không? Tiếp tục hành trình, không phải cái tắc ở đây rồi. Đấy, khoan tầm đấy thôi, tí mình vặn cho nó chứ. Bắt đầu lần đường nước. Rút ra xem nào, chắc không hy vọng rồi. Rồi, móm rồi. Có chảy không? Không chảy à? Ở khu này thôi. Ra khoan dưới này phát anh chị ơi. Nhưng mà cứ khoan đi, khoan tí mình lần cho nó dễ. Không khoan đỉnh trên thôi. Bởi vì cái này nó cao rồi mà. Không có rồi. Rút đi, rút đi. Rút ra để đấy đã. Mạnh vào. Không, rút hẳn nhá, rút hẳn nhá. Khi nào nước về mình còn biết chứ. Rồi, móm rồi. Bắt đầu lại xuống này. Chưa thấy chỗ tắc thì bắt đầu anh em mình quay lại để kiểm tra đầu nguồn xem nó tắc chỗ nào. Thật sự ống sắt này cũng rất là khó. Đi khoan kiểm tra từng tí một. Được chưa? Dắt đi. Em hiểu không? Bây giờ bên này nhá, cho con đá bên kia nó giữ. Thì em còn có em cắt đây được chứ, bây giờ cắt ở cắt bên kia trước thì cắt đây nó lắm mẹ nó xuống thì. Thank you.
Ha ha ha.